Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nói rằng lực lượng Nga đang rút khỏi thành phố Kharkov ở đông bắc Ukraine và giờ đây tập trung vào việc bảo vệ các tuyến đường tiếp tế, đồng thời tấn công vào khu vực Donetsk. Theo hãng tin AP, ngày 14 tháng 5, quân đội Ukraine cho biết các binh sĩ Nga đang rút khỏi Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine và nằm ở đông bắc nước này, sau khi bắn phá thành phố này trong nhiều tuần. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nói rằng lực lượng Nga giờ đây tập trung vào việc canh gác các tuyến đường tiếp tế, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công bằng súng cối, pháo binh và không kích vào khu vực Donetsk, miền đông Ukraine, nhằm làm suy yếu lực lượng Ukraine và phá hủy các công sự. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Rynnikov đánh giá Ukraine đang bước vào giai đoạn mới của cuộc chiến, một giai đoạn lâu dài. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết người Ukraine đang nỗ lực tối đa để đẩy lùi quân Nga và kết quả của cuộc chiến sẽ phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ châu Âu và các đồng minh khác. Theo hãng tin TASS, phát biểu tại cuộc họp báo vào ngày 14 tháng 5, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết các ngoại trưởng G7 sẽ không bao giờ thừa nhận những thay đổi đối với biên giới Ukraine. Bà nói, chúng tôi sẽ không bao giờ thừa nhận những thay đổi ở các phần biên giới mà Nga muốn tạo ra bằng vũ lực. Theo hãng tin TASS, ngày 14 tháng 5, ông Dmitry Medvedev, đương kim Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga và từng giữ vị trí Thủ tướng và Tổng thống Nga, tuyên bố Nga không quan tâm chuyện G7 không công nhận những thay đổi với biên giới Ukraine. Ông Medvedev nói, điều quan trọng chính là nguyện vọng của người dân sống ở những nơi đó. Đừng quên tiền lệ Kosovo, những người bạn phương Tây của chúng tôi à.